11 cộng 5 bằng 16, 17 trừ 7 bằng 10. Đúng rồi. Bây giờ lấy 19 trừ 4 bao nhiêu? 9 con trừ 4 á. Con lấy 9 trừ 4. Trả lời. 15. Rồi 6 cộng 10. 16. Đây là 16 sẵn Rồi đi dấu dấu này dấu gì? này. Dấu lớn, dấu bằng, dấu biến. À dấu bé. Rồi bây giờ 10, ở đây 14 nè. Ở bên này cũng 14 rồi thấy không? Nhưng mà 14 thì trừ đi 3 nữa thì điền dấu gì vào? Điền dấu lớn. Sai. Dấu bé. À dấu bé. Bây giờ ở đây là 14 nè, chỗ này cũng 14 nè. Nhưng mà 14 nó lại được cộng thêm 3 nữa thì điền dấu gì? Thì dấu bé. Dấu gì? Dấu Dấu bằng. dấu này dấu gì? Dấu bé. Dấu này dấu lớn. Ở đây dấu lớn Dấu này dấu bé. này. Sao con lấy cái này dấu bé là con nói dấu lớn hả? Con nói dấu bé. Dấu gì? Dấu bằng. À trừ không thì cũng như như không, không có trừ. À Đừng thì dấu có bằng. quan tâm với số không. Rồi đây Nè em bắt được hai con cá nè. à, quan sát tranh. Bây giờ viết số vào đây. Viết làm sao? Đếm nó lớn lên. 12. À tất cả 12 con cá hả? Vậy thì cái khoanh tròn này viết là thử đếm coi đúng không nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 con. Rồi 12. Vậy thì vớt chỗ này mấy con? Hai con. Thì viết số mấy? Cái số 2. À số 2. Vậy thì còn lại số mấy? Còn lại số 10. À số 10. Rồi bây giờ viết phép tính. Viết làm sao đây? Viết đây nè. Thì trừ thì cứ lấy số lớn trừ số bé là ra số còn lại. Trừ số nào cũng được. Cái này cộng. Thì con lấy mấy cộng mấy? Hai này cộng lại. Lấy 10 cộng 2 bằng 12. Rồi lấy mấy? Ủa số bé mà, số bé sao trừ được số lớn con? Chơi số lớn chữ bé. Số lớn không phải được viết ở đây chứ. Viết số 1 vô đây nè. Viết Sao thêm số 1 vào. Viết số 1 ở phía trước. Là 12. đi 12. chơi ở đây. Ừ. Các làm gì? 12 mà trừ đi 2 còn mấy? Hai chạy đi hai. À, phía số 2 thành số 0 là lấy 12 trừ 2 bằng bằng 10. Rồi bây giờ đọc coi. Năm các số đều đến 100. À, các số đến 100. Đó là những số nào đây? Đây. Rồi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. À, rồi tiếp. 30. 50, 60, 80, 90, 60, hết một chút. Rồi giờ nối bức tranh đúng không? Ở đây nó có 10, 10 thì nối qua bên đây 10. 10 chục, 10 hay còn gọi là mấy chục? một chục. À một chục. Coi dậy rồi. À cô dậy rồi Dở hả? lên chút. À ba chục. Sao nữa? Năm năm nè. Năm Đi chục. cái năm chục rồi. Rồi. Đây là 60. Đây, đi cũng 60. Đây. À hay quá. Rồi bên đây là cái gì? Bên đây là
viết vào ô chấm. Nhìn mẫu nè. Làm sao đây ta? Nè, mẫu nè, 70 tức là bằng gì? Bằng 70. Bằng 7 chục. Mà 5 chục tức là bằng gì? 50. 50. Vẽ đây số 10 thì là gì? Là 7. Một gì? Một chục. À, một chục. Rồi chỗ này 4, 40 thì sẽ bằng 4 gì? 40. Cô dạy trên trường. À, cô dạy trên trường rồi hả? 90. Đi kiếm chữ chục. Chữ chữ gì? Chữ chữ. Sai, sai thì xóa đi. Cái bút này nè. Sáu chục là 60. Đúng rồi, 60 là bằng 60. 80 là bằng 80. 1 chục 10 chục tức là bằng 100. 10 chục là bằng 100. Hồi nãy kêu làm gì? Cái này nói đếm, đếm con đủ, đủ chục, chục rồi viết vào ô. Rồi viết số vào ô. Viết vào ô. Rồi viết vào ô. Vậy câu A này là sao? Câu A này là ta khoanh nè, ta khoanh mấy chục đây? Một chục. À, đếm vào khoanh đủ chục. Để cho con khoanh đủ người đây. À, cái này là một chục hả? Thôi, rồi viết số nhiêu? Bây giờ viết các vẽ các chấm theo mẫu. Nếu như có 20 thì vẽ 20 chấm. Bây giờ 30. Chấm tròn nó lên. Thấy người ta chấm tròn không? Nó mờ vậy. Chấm tròn. Đang chấm tròn. Chấm tròn đâu có được đâu. Chấm. Sao không được? Dụ như 40 đúng không? Chấm tròn. 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm, 7 chấm, 9 chấm, 7 chấm, 8 chấm, 10 chấm. Đúng. Rồi chấm chỗ khác. Cứ một vùng 10 chấm, vẽ 4 vùng như vậy. 4 Cô quay cái mặt con nha. 40 mà chữ 30 nè. Thì có chữ trình nói luôn đi rồi. Có 3 vùng hả? Là 30 thêm vùng nữa. Thôi nó đầy miệng. 3, 4, 5, thêm 5 chỗ khác. Vùng chống đầy người đó. 40. 8, 9, 10. Rồi, ba, à, tô. Tô màu xe đang số tròn chục. Tức là số nào tròn chục thì mới tô thôi. Số tròn chục số 70 nhỉ? Ừ, 70. Tô sơ qua thôi. Đâu phải tiếc mỹ thuật đâu, mình tô cho nó đẹp. Mình tô sơ qua để mình phân biệt được xe kia. Mỹ thuật mình tô đẹp lắm nha. Để mình tô được, mình biết số nào tròn trục thôi. Cái số 70 là trục cái gì trời các bạn? Chứ có số gì không nha? 100 đi. 100. 100 đâu phải tròn trục đâu. 100 là tròn trăm rồi.
Đây nè, ta chờ vừa xe nhà đây cho vừa đi. Nó nói là 10 chục. Nhưng mà số 100 đâu phải tròn chục đâu. Số 50 với số 10 mới tròn chục. Còn số 100 là tròn trăm rồi. Đây là 6 rồi. Ừ, 60 thì được. Đây 7. Chứ 100 là tròn trăm rồi. Được cái đó mình đợi hết chiếc xe rồi nè. Cái gì? Sư tô số mấy vậy? Số 10 mà. Số 50 phải tròn trục không? Ai cơ chỉ lấy một cam. Một cam. Tục. Ở chiếc xe có, ở đây cũng có cái bánh xe này. Thì cái một cam. Số mấy hả Sù? 50. Tiếp tục. Rồi tiếp tục. Mỗi cuối 6 chút. Số nào nữa? Số rồi, 100 là số tròn trăm rồi kìa. Là số 60 à? Ừ, 60 cũng là tròn trục. Không phải là 60 em vậy? Không, người không nhẫn ra luôn. Để lại số 6 chứ. Hết chưa vậy? Rồi bây giờ mình tính nhẩm nè. Nhẩm sao không biết. 3, 50 cộng 30. 50 tức là 50. 30 tức là 30. Vậy thì 3 50 mà cộng 30 thì bằng 80. Mà 80 tức là bằng mấy? Bằng 80. Rồi bây giờ mình nhẩm nè. Con nói mày vẫn nghe chứ này nè. Cô nói là 50 cộng 3 bằng 5. 55 á. Là 50 cộng 3 là bằng 53 nhé. Rồi bây giờ 70 cộng 20 bằng nhiêu? 70 cộng 20 bằng 90. Ừ, 90 có phải là 90 không? Phải. Bấm bước 1. Ở bước 1 thôi. 90. Chỉnh chính xác 9. 10 90. Rồi 60 trừ 30. Trời ơi. 60 trừ 30 bằng nhiêu? 30. Thì con lấy 6 trừ 3. Lấy hàng chục trừ cho hàng chục. 30. Ừ. 80 trừ 50. Dễ. Cái này dễ nè. 20 cộng 40. Con lấy hàng chục cộng cho nhau thôi. Trời ơi. 20 cộng 40 bằng 60. 60 nha. Sao phải mẹ vậy sao? Quay cái đầu bút lại. Hay là bút được, không biết quay bút. Ôi được. Cái đầu này không được thì quay sang đầu khác. Đầu khác cũng không được. Đó. Xong rồi. Vậy 60 cộng 30. 60 cộng 30 bằng mấy? Con lấy 6 cộng 3. Trời. Hay là con thấy nè, lấy 60 mà trừ cho 60 thì hết chưa? 6 cộng 3 bằng 9. Này 9 trừ 6. 9 trừ 6 cộng 3. Rồi 3 viết ra là 30. Rồi bên này. Hết rồi, sang đây.
Rồi viết vào chỗ chấm. Vậy thì 40 cộng mấy ra 70? À, 4 cộng 3. Cái này chúng hết vậy. Hay này nè. Vậy thì lấy 70. Ui, làm kêu vô. 70 trừ đi. Mấy ra 40? Hả? 70 trừ mấy ra 40 hả? Ừ. Trừ 3. Ui, chứ là nó kìa. Rồi 70 trừ mấy bằng 4 bằng 30? Trừ 4. Ủa sao 4 cái này giống ịt nha vậy? Ừ. Rồi bên đây 50 tức là bằng 30 cộng mấy? 3 cộng mấy bằng 5? Bằng 2. Ừ. 20 nha. Ừ. 60 trừ mấy bằng 10? Số 10 trừ 6 chứ sao mà nào? Số 10 6 trừ 6 ra 0 à? 6 trừ 6 à? 6 trừ... Trời... 60 trừ 60 bằng 0. Không thể nào ra 10 được. Trời! Để trừ vô 50. 60 trừ 50 nó mới ra 10. Cái gì vậy? Sao kỳ dữ vậy? Cái gì 6 trừ 5 ra 1? 6 trừ 5 ra 1 à? Ừ. À, ở 1 là 10 hả? Đúng. Trời, 10. Đứa gì không biết. Rồi. Mấy trừ 5 bằng 4? 4. Số bé làm sao trừ được số lớn? 10 làm ra 10 làm sao trừ được cho 5 được? 10 sao trừ được 50? Số mấy trừ 5 để ra 4? Số 1. Số 1 số 9 chứ. 9 trừ 5 mới ra 4. Lấy sao kia? Xóa sạch đi. Thế trời chưa về. 9. 9 chục. 9 chục trừ 5 chục mới ra 4 chục. Sao ta? Rồi. Mấy cộng 2 ra 10? Mấy cộng 2 ra 10 hả? Ừ. 100 chứ. Vậy thì chỗ đó con đi số mấy con thử nói nghe coi. Không biết. Vậy thì mẹ mới hỏi con là số mấy cộng 2 để ra 10? Số mấy cộng 2 để ra 10? Ừ, 8 thì tức là 80. Con nghe chị Năm nói con mới biết á. 80 cộng 20 ra 100. Ừ. Rồi. Kẻ thêm. Cái gì? Kẻ thêm cái gì? Kẻ thêm một vạch vào mỗi hình để có hai hình tam giác. Con vẽ sao? Cái gì vậy? Con hạ từ đỉnh con kéo xuống nó ra. Nó ra được à, nó nói là hai hình tam giác thôi. Nếu mình kéo xuống vậy nó ra ba hình rồi. Ừ. Sao hai hình? Thì bà yêu cầu là vẽ hai hình tam giác thôi. Vậy con vẽ sao? M1 đây. Không, đúng rồi. Ừ. Mình sẽ vẽ gạch như vậy. Rồi nó ra được một tam giác nhỏ nè, với một tam giác lớn là hai hình. Rồi bài này vẽ làm sao cho ra được ba hình tam giác. Ừ. Vẽ từ trên gạch xuống. Đó. Đây một hình, đây một hình là 2, đây một hình lớn là 3. Rồi viết phép tính nè. Viết phép tính gì? À, quả bóng nó bị tuột tay nó bay đi thì phải trừ 19. Rồi lấy 19. À, 19 trừ đi. Rồi viết phép tính thì 19. À, có tất cả là 19 quả bóng. 19. Bay đi mất trừ 5 quả. 5 quả bằng bao nhiêu? 19 trừ 5 nhiều. Con lấy 9 con trừ đi 5. 9 trừ 5 còn mấy? 14. Ừ. Còn 14 hả? À? Số 1 đâu? Số 1 ở đằng sau ra 41 à? 24. 1, 4, 1 là gì?
là 141. Được. Rồi ra 14. Bây giờ mình sẽ nói về chục và đơn vị mẫu nè. 10 đơn vị thì ra một chục. 10 đơn vị thì ra một chục. Vậy thì một chục là mấy đơn vị? Trời, một chục là 5 đơn vị. Trời. Một chục cộng 5 đơn vị là 1. Ở đây nó nói một chục là mấy đơn vị đây? Một chục á, một chục là 10 đơn vị. Rồi vậy thì một chục ghi vô. Một đơn vị hả? 10 đơn vị. Ví dụ như có 10 viên kẹo thì gọi là một chục. Rồi bên này 30 đơn vị thì là mấy chục? Hả? 30 đơn vị là mấy chục? Bằng 30. 30. Cứ một chục là 10 đơn vị. Vậy thì 30 đơn vị là 30. Rồi 60 là mấy đơn vị? 2 đơn vị. Một chục là mấy đơn vị đây? 10 đơn vị. Vậy giờ 60. 60 cộng 60 thêm số 0 vào. Rồi nhìn bài mẫu nè. Đúng rồi. Có thấy một chục là 10 không? Một chục là 10, lấy 10 cộng 5 ra nhiêu? Cái gì? Một chục là 10, lấy 10 cộng 5 ra 15. Vậy chỗ này mấy chục đây? Mười trừ mười là gì? Mẹ có một con đụng đây, có một con đụng đây. Là sao? Một hàng và mấy con? Hàng là 5 con. 2 hàng. 10 con. 3 hàng. 30 con. Cộng 10. 20. 20 vậy thì là mấy chục? 20. Ghi số 2 vào. Nó có lẻ số nào không? Đục á. Thì không đơn vị. 20. Rồi chỗ này. À, con này đi trước một con này. Chứ con này không có đi. Đếm coi được nhiêu. 5. 10. 11. Vậy là mấy chục? Một chục. Ghi ra một. Mấy đơn vị? Có một con bị lẻ. Không đơn vị. Có một con bị lẻ mà. 10 đơn vị. Là một đơn vị. Một đơn vị. Cộng lại nhiêu? Một. Rồi. Sao? Đúng rồi. Sang đây. Nhìn bài mẫu nè. 18 tức là lấy 10 cộng 8. Vậy thì 14 sao? Trời, 14. Ủa là sao? 14 là mấy chục? 14 là một chục. Một chục. Mấy đơn vị? 4 đơn vị. Ừ, 4 đơn vị, con nhìn ở cái số 4 ở phía sau đuôi à. Là 14. 14 tức là lấy 10 cộng mấy? 10 cộng 4 bằng 14. Rồi tiếp tục. 17 thì sao? 17. Viết rõ chữ. Các bạn có thấy không? Mười cộng bảy. Rồi số bảy nhìn đẹp quá ha. Được. Rồi bên kia mười. Tức là mấy chục, mấy đơn vị? Một đơn vị. Sai. Không cộng một mà ra một chứ sao ra mười được? Sao con không biết? Con phải lấy 10 con cộng 0 chứ. Số 0 đúng rồi. Biết số 1 là sai. Số 10 mới đúng. 10 cộng 0 mới ra 10 chứ.